Và khi mình biết được cái sự kiến tánh rồi á, thì thật sự là mình sẽ có thể có những cái quyền lợi đầu tiên của trong cuộc sống này, gọi là mình cái trí tuệ nó là một cái mũi nhọn, mình có thể biết dùng vào trong tất cả cái gì để nó che chở, nó giúp đỡ cho những ngày sống của mình trong thực tại. Nghĩa là mình có sự sáng suốt để mình biết được cái thật cái giả, mình biết được cái hàng này là hàng dởm mà hàng này là hàng cái chánh quy, nghĩa là nó thật sự. Rồi con người của mình, nếu mình nhận lầm mình thì mình cũng trở thành một cái sự tội lỗi, như là mình có cái bản ngã, mình có cái đủ thứ chuyện hết cả. Bởi vì mình là ví dụ bây giờ con người mình nó đang ví dụ đang có tình thương đi, hay là đang có tình yêu, mình sợ mình mặc cảm, mình nói trời ơi tôi sợ là tôi là một con người chân chính mà sao là tôi lại đi yêu hay là cái gì đó, mình không biết, thật sự mình không biết, mình cứ sợ vậy. Rồi bây giờ con người mình tôi đương nóng nảy, tôi đương có một cái sự thù ghét đó kìa, thì mình quá sợ. Rồi mình trở thành mình kiếm một cái pháp gì đó để mình tu mình trừ nó. Thật sự giống như là mình sợ virus, nhưng mà mình lấy những cái con vi khuẩn khác để mình làm vaccine, nó thật sự nó cũng vào đó thôi. Cho nên con người mãi mãi không bao giờ thay đổi được, từ ngàn năm xưa cho đến ngàn năm sau. Bởi vì sao? Bởi vì vấn đề thiện ác nó đều là hai cái chặt của tư duy nhị nguyên, và nó đối kháng nhau, nó sinh ra đó và nó trở thành một cái tính chất phóng ảnh cố định vào một cái bên này, nó phóng qua cái kia kia phóng bên đó. Con người kiến tánh là họ thấy một cái tính chất nói theo bình thường gọi là trung đạo, và nếu nói theo thực thể là họ không thấy cái đó, và nếu nói theo giá trị thì họ không biết được cái đó là cái gì, và nói theo giải thích thì họ biết được cái danh từ đó nó trống rỗng, và họ có thể nói rất nhiều cách, họ nói hoài cũng bao giờ hết. Đó là con người họ ly ngôn và họ biết được cái thực tướng, họ không còn ngôn ngữ nữa, và bây giờ họ giàu có vô cùng. Ví dụ một người con người kiến tính là họ thấy tính thì họ có thể thực sự, nếu họ nghèo đó họ có thể làm đủ thứ nghề đều thành công. Bây giờ người yếu họ có thể mạnh hơn, người chậm họ có thể mau hơn, người không biết họ trở thành biết hơn, và họ làm rất nhiều nghề, và họ có thể là họ tăng cường được tất cả những cái vấn đề kinh tế và đời sống, và họ nghĩa là họ đa dạng ở trong cuộc sống thực tế chứ không phải không có đâu xa. Bởi vì cái gì cũng là làm. Bây giờ người ta lại Phật đi, hay là người ta cầm cái chỗ người ta quét, hai cái từ, hai cái động thái đó giống như nó khác nhau, nhưng mà kỳ thực là cái thấy tính nó vẫn thấy. Có nhiều khi cái quét đó, nó còn 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 thấy tính, còn giác ngộ mau hơn cái lại Phật. Bởi vì lại Phật nó còn mang một hình ảnh tín ngưỡng,